Mọi người ơi, mọi người đã ăn cơm chưa? À, trưa nay thì Biệt Tứ Thêm Một xin giới thiệu đến tất cả mọi người một mâm cơm dân dã thanh đạm, quen thuộc với những người con được sinh ra ở những miền quê. Chúng ta có món rau củ quả luộc nè, cá khô, trứng chiên, cá mồi hộp. Và trong mâm cơm ngày hôm nay của Biệt Tứ có một món mà tụi mình nghĩ rằng tất cả các bạn ai xem clip này nhìn sơ qua thôi cũng đã biết, đó chính là món kho quẹt. Món mà chúng ta ăn hoài không ngán phải không các bạn? Và kho quẹt ngày hôm nay cũng Biệt Tứ rất là đặc biệt nha, bởi vì nó được làm từ nước mắm đồng đó các bạn. Chỉ cô thích nước mắm đồng nhất. Rồi. Xong rồi không cô? Rồi xong rồi, tôi quen rồi đó. Rồi quen rồi đó. Xong.